Nữ giám đốc bỏ việc về mở quán ăn kiếm 500 triệu đồng mỗi tháng, từng là giám đốc marketing của một công ty công nghệ với mức lương hơn 10.000 USD mỗi tháng. Sau biến cố vì mẹ mất, chị Hồ Duyên Trang đã nghỉ việc để mở quán ăn miền Trung ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây của mình là mình làm giám đốc marketing, thu nhập của mình hơn 10.000 đô. Sau khi mẹ mình mất thì mình không có cảm giác hứng thú đi đến văn phòng làm mỗi ngày nữa. Khoảng thời gian rất là lặng xem thử là mình nên bắt đầu với cái công việc tiếp theo nó sẽ là gì. Quê mình ở Quảng Ngãi, mình muốn ăn là những cái món mà từ bé mình được ăn như vậy, đi cả Sài Gòn mình cũng không kiếm được cái hương vị như ngày xưa đấy. Mình ấp ủ cho cái việc là mình muốn mở một cái quán bán tất cả những cái món ở ngoài quê mình. Mì Quảng sẽ là một cái món đặc trưng nhất của quán mình. Mình không có một chút xíu kinh nghiệm nào trong ngành kinh doanh ăn uống. 3 tháng đầu tiên lỗ đó, gần 30%, bỏ tiền túi mình gồng lỗ thôi chứ mình đâu có một cách nào khác. Đến bây giờ là nó được 11 tháng, doanh thu mỗi tháng khoảng 500 triệu. Thời gian đầu mở quán cực kỳ là vất vả. 6 giờ rưỡi sáng đã phải có mặt, kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm. Nhận hàng mỗi ngày từ người quê vào, đi như thế nào, phải bảo quản thế nào. Thịt thu mua về đã phải sơ chế một bước trước ở ngoài quê. Rau cũng vậy, rồi mới mang vào trong này. Đầu bếp cũng là người ngoài quê, chịu khó cực một chút. Nhưng mà mình sẽ giữ đúng vị nó ngoài quê hơn. Ngoài mì Quảng, quán còn bán bánh xèo, cơm gà, gỏi mít, su xoa. Mỗi món ăn có giá từ 50-80.000 đồng. Lần trước mình ăn hết menu, lần này thì mình ăn mì Quảng. Mì Quảng mình thấy đậm đà, xâm xấp nước, đúng kiểu miền Trung. Mình cũng thích cái nước chan của nó. Mình nghĩ là nó đúng cái hương vị miền Trung vì mình là cũng là người miền Trung. Khẩu phần ăn thì được nên được cho thêm nhiều một xíu. Cái gỏi mít á, nó rất là vừa phải. Tôm á, nó không có bị mặn và nó rất là thơm. Đồ ăn ở đây thì nếu mà so với mặt bằng quận 1 thì tôi đánh giá là rất rẻ. May mắn là chưa bao giờ có ý định mình dừng lại, cố gắng phục vụ cho tốt, có những món ăn tốt nhất đã rồi, sau đó mình sẽ tính tiếp.